chào các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục thì em lại review đến các bác một chiếc xe touring rất là độc lạ. Đấy, con này được mang thương hiệu Louis Carter. Đấy các bác. Đấy, con này nguyên bản từ đầu cuối đấy các bác. Đấy. Con này trong này thì trông nó nhỏ đấy, nhưng mà bên ngoài thì tầm những bác nào mà tầm khoảng 1m50 đến 1m60 đi con này là ok. Đấy. Rất là đẹp. Louis Carter. Khung nhôm. Đấy, có sóc trước. Và em đi vào chi tiết con này với các bác xem như thế nào nhé. Đấy, con này khung nhôm. Phần sơn khá còn lành. Đấy. Khá lành. Khá là lành. Vành vành nhôm các bác nhé. Nhôm a dây da ban. Nhôm da ta dây ra ban này các bạn. Con này chạy với 7 lít, để sau là Acera, sau Acera 7 lít. Đấy, phanh trước phanh sau phanh nhôm rất là đẹp, đùi đĩa nhôm và Louis Carter cùng nhôm khá đẹp đấy các bạn. Con này khá là đẹp, xuất thị trường Nhật Bản, tất cả còn nguyên nhé, từ vi đông phốt tăng đà Shimolo. Phanh trước phanh sau là phanh nhôm, máy ở trước sau nhôm, vành a dây da ban 26x150 các bác nhé. Con này là vành 26x150, càng trước rất là còn đẹp, thụt nhún rất là êm. Em quay, em đang quay mặt trái. Con này may ơ nhôm đấy, trước sau. Con này khung nhôm toàn phần. Louis Carter. Đây là cái hãng, đây là hãng bán xe ở bên Nhật. Apulia, Louis Carter, thì đồng phố tăng là rất còn mới các bạn. Lốp theo vẫn theo xe các bác nhé. Đấy, con này thay lốp nhỏ nó thay được đấy, nhưng đi lốp này mới thích này. Đi lốp to này đi mới êm, đi sướng, đi thể dục con này thì ok rồi. Hay là bác nào mà có cháu nhỏ mà đi tầm mà cao 1m50 đấy, nếu 1m60 đi con này đi học thì thôi rồi, ok đấy, khá đẹp. Louis Carter em em nói qua con này, con này là con khung nhôm các bác nhé, càng trước là càng sóc thột. Đấy, vành trước vành sau là vành nhôm a dây da ban 7 lít, chạy đề sau là đề Acera, đề trước đề Shimolo, đùi đĩa nhôm, tất cả rất là còn khá là đẹp, lốp vẫn theo xe các bác nhé. Bác nào mà nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại 0915096215. Bên em dùng Zalo đấy các bác nhá. Ở đây là số điện thoại, như các bác hãy em vào đây để gọi điện cho em và nhắn tin đấy. Và em quay qua những cái phần xe hôm nay bên cửa hàng em đấy. Con này là con khung thép các bác nhá. Con khung thép này quá khá mới đấy, nhìn bên ngoài khá mới đẹp tu linh, nhưng con này có mặt đồng hồ đấy các bác. Mặt đồng hồ này rất là đẹp. Đấy. Tu linh này rất là đẹp. Con này khung thép.
em sẽ quay qua những con tu linh bên em. Xe cuộc bên em vẫn còn nhiều nhé các bác nhé. Em chật, em không bày, em toàn bày tu linh thôi. Em quay qua cái phần tu linh ở bên hàng em. Đấy. Những con tu linh. Các bác xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo các bác nhé. Con xe nhà em, xe nhà em rất là còn nhiều, khá nhiều. Tôm những con lưới con đưa rất là đẹp, bên trong cùng là con khung thép, giá rất là hợp lý đấy các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì xin cứ gọi điện cho em và nhớ ấn vào nút đăng ký để em đăng những video hàng ngày để các bác theo dõi. Em cũng xin dừng video tại đây và cảm ơn các bác và các anh chị đã quan tâm theo dõi.